Các bạn các anh chị, hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị một chiếc xe Honda Supreme đời cuối 2000, xe một đời chủ chín, màu rất là đẹp như vậy. Xe này thì thật ra xe Supreme nhưng mà nó y chang như xe đi Thái vậy. Đời này thì nó giống như là đi Thái vậy. Chiếc xe Supreme rất là đẹp, nhìn dưới. Giấy tờ kiểm chỉnh xong, mới nhận thanh toán là xong cùng nha các bạn.